chào mừng tất cả anh em đến tới Thông Bay Lock kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Chiên, hữu duyên gặp thầy lần hai mà. Con chào thầy ạ. Hữu duyên gặp thầy lần hai thì chúng con chi ân cúng dường thầy. Con xôi xôi sáng sớm thầy ạ. Xôi bảy màu. Ở đây là các lá của cây ở rừng ấy thầy. Con vợ con dậy sớm đấy. Phần đi. Con chia đủ rồi ạ. Đây thầy vợ con nấu sớm vậy. Đây, xôi xôi này lá của rừng ấy thầy. Nước thì đủ rồi, không nên thêm nữa những con nước này. Thầy lấy nước mang đi đường đi ạ. Nước có rồi thì mang nặng. Thầy xôi này lá của rừng nấu thầy. Dạ, chia cho mọi người. Đấy. Có một thầy để đi sau. À vâng, đây đây con để. Ờ rồi rồi. Con để cả. Đi đi tới đầu kia rồi cho thầy á. Vâng. Thế cho bạn là thầy cho mọi người một trái. Cho mọi người một trái. Để tri ân để chúc các thầy lên trên đường mạnh khỏe bình an. Để đi cô ngủ được chưa? Sáng mà con dậy sớm để con dậy sớm con xôi xôi đấy ạ. Vâng. Đây là xôi xôi toàn lá của bảy màu và tới thầy kia rồi đi ăn đi đầu á, đặt cho thầy đấy. Dạ vâng con đợi. Vâng ạ. Một bạn nói cho thầy ý bạn giờ thầy mới đi qua thị trấn là ít nhà không cho nghỉ. Vâng. Thì xuống thị trấn như này thì có cái nhà liệt sĩ hoặc là ở cái ngã ba gì kia. Có có chùa ngay chỗ ấy. Tối con nghỉ ở ngoài cái bãi cát sạch sẽ được rồi. Dạ. Dạ, nó mua gì được rồi. Dạ. Dạ. Ở cái phải đúng vắng. Dạ, dạ. 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 Được rồi nhỉ con, dạ. Gần đây là tới thị trấn rồi nhỉ. À, thấy khoảng độ cách khoảng độ 6 cây thôi thầy ạ. À rồi. Thì đi qua thì nó lại khu nhà nó vắng thầy ạ. À rồi, thầy đi xem. Thầy cầm bánh đi để đi đường ăn. Cho nó nói. Bánh ngày mai mới ăn, hôm nay không ăn đấy. Dạ. Thầy ạ, ở dưới ngã thế vậy tí thầy uống nước đi, nước này lạnh à? À rồi. Thầy cứ hỏi à, thầy đi xuống thầy cứ hỏi ở chỗ ngã ba này của uống nước mía không? À nước mía buổi dạ. Sáng buổi chiều không uống. Buổi chiều không uống thầy. Dạ. Đây có nước mía. Dạ, vâng. Buổi sớm mới nhận được. Để thầy chị uống để lấy nữa, sức để đi ấy. À không đủ rồi nhỉ. Ở dưới cái chùa ngay cạnh đường thì ạ. Chưa có nước nào trên thế giới kể từ thời Đức Phật đến nay, mỗi buổi sáng thức dậy như một thói quen hàng ngày, người dân lại vội vàng mở điện thoại theo dõi hành trình của thầy Minh Tuệ. Chúng ta thấy rằng thầy Minh Tuệ không hoàn pháp, không rao giảng đạo Phật, nhưng chính cách thực hành pháp của thầy là một bài thuyết giảng hùng hồn, đầy thuyết phục, lay động tâm thức của hàng trăm triệu người. Không riêng Phật tử, cả tín đồ Công giáo, Tin lành, Cao đài đều khát khao một niềm tin tâm linh cũng như những lời tán thán, biểu dương xuất phát từ đáy lòng đầy ngưỡng mộ của họ. Truyền thông đã đưa tin rằng thầy Minh Tuệ đã dựng việc bộ hành cực tất và quả thực đúng như vậy. Thầy đã tạm dừng vì tình hình đã càng ngày trở nên rối loạn về an ninh trật tự và rất có thể trở thành công cụ cho các tổ chức bất chính lợi dụng sự riêng rẽ để tỏ thêm lòng bao nhiêu của mặt tu hành chân chính không vì lợi nhuận mà hành. Điều cuối cùng là tâm vẫn bất biến giữa những hỗn loạn đời. Sự tôn kính dành cho thầy lúc này phải là lời chúc phúc, nghĩa cho thầy luôn tâm nguyện hoàn thiện tu tập, chính đắc đạo quả. Sự cúng dường thiết thực nhất cho thầy chính là tu tập tinh tấn, làm theo những lời thầy đã chỉ dạy. Vì vậy chúng ta cũng có một sứ mệnh quan trọng, đó là không phải chạy theo săn đuổi hình ảnh của thầy, mà là bước chân vào